Cháu Trình xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Quý bác mến, hôm nay thì cháu Trình lại tiếp tục lên trên nhà của em Hưng. Hôm nay thì cháu Trình lên đến đây thì có gọi trước cho em Hưng rồi. Em ấy bảo là không ở nhà các bác. Và vừa nãy cháu Trình gọi thì em ấy bảo là đến khi chỗ bãi cát là có một con đường đi xuống. Em ấy đang ở đấy để vét cát về nhà, để mấy đứa xây cái bể để kéo nước ấy các bác. Thì không biết là có phải đường này không này. Tại vì cháu Trình ra đến đây thì ở đây là có một bãi cát ở đây này. Bãi cát rất là to. Với cả đây có một con đường đi xuống. Nếu mà em ấy đi xuống suối thì khả năng là đi con đường này rồi các bác. Thì bây giờ cháu Trình sẽ đi xuống dưới kia để xem là em có ở đấy không các bác nhé. Từ đây mà đi vào nhà của Hưng là cũng khá là xa đấy các bác. Bắt đầu cháu Trình rẽ vào thì tầm 500 m là đến cái bãi cát này rồi. Và cái đoạn đường mà đi lên trên nhà của Hưng thì mới bắt đầu là đi từ đường lớn vào các bác, đi vào bản. Và phải khoảng chắc đâu đó là 5-6 cây nữa thì mới đến đấy các bác. Cho nên là em ấy ra đây lấy cát thì cũng khá là xa đấy. Với cả đi vào suối thế này thì chỉ có những cái hôm mà thủy điện người ta không xả nước thì mới lấy được thôi. Ở đây thấy có mấy xe để đây, mấy chú mấy bác là cũng xuống suối để bắt cá cũng như là để vét cát đấy các bác. Như là cái xe này là xe của Hưng hay sao này các bác? Đây, đúng rồi các bác ạ, cái xe mà trước anh Minh Khương mua lên cho ấy. Đấy là lấy để đây, khả năng là đường này xuống không được rồi. Đường này không đi xe máy xuống được nữa anh à? Không, em xuống suối một tí. Anh đi lấy cỏ về à? Hay là cái này anh lấy về làm gì đấy? Anh chồng ấy. À, cái chip ấy đúng không phải nhỉ? Chip à? Đây xe của Hưng đây các bác, có để cái bao tải đây. Nhưng mà nếu mà em ấy xuống suối thì phải lấy cả cái bao tải đi chứ. Ở đây là gần đến suối rồi này các bác. Hưng ơi! Wow! Chú Trinh thấy là ở dưới kia là nước cạn hết rồi. Đấy, cho nên là em ấy xuống để mà vét cát đấy các bác này. Mà hình như là vừa mới ngăn nước hay sao ấy, tại vì cháu Trinh thấy cát vẫn còn rất là ướt như này này. Ướt như này thì nặng lắm. Cháu Trinh thử đi xuống xem nào. Ôi, Hưng ơi, đang là xuống đến suối rồi. Ở đây trước cũng có một con đường để mà đi xuống để khai thác cát đấy các bác. Nhưng mà bây giờ người ta bên nhà nước, nhà máy làm thủy điện đấy các bác thì đã không cho khai thác nữa, đã chặn lại cái con đường này rồi. Đấy, nếu mà muốn lấy cát ấy thì chỉ có thể là đi xuống để vác từng bao một thôi, chứ không được lấy xe xuống hay là lấy máy xuống để mà khai thác cát nữa. À Hưng kia, ui rồi, cầm cái gì đây? Wow. À Hưng ở đây, ui rồi, cái gì đây? Anh chào con các bạn. Cái này là mật ong Vâng, à? Ui rồi. lấy cả cây luôn hôm À, nay. ra đây, ngồi đây xem nào. Chặt cả cây ra à? Lấy đặt đây xem nào. Ui rồi. Mát gần hết Hưng chào con các bà đi. rồi. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Tổ ong này là bắt ở đâu đấy Hưng? Trong này, trong từ mấy À, cái khe suối trong kia, từ khe suối trong kia. thế hôm nay là từ nhà ra đây để lấy mật ong không thôi à? Cậu em đi ý định là xúc thêm cát đấy, nhưng mà đi theo đi luôn À, xúc ui cát để về để làm cái bể chứa nước ở trên đầu nguồn ấy. à, đi từ lúc mấy giờ rồi? Đi sớm lúc 8 giờ mấy. 8 giờ mấy rồi á? Thế ăn gì chưa? Chưa Chưa ăn gì á? ăn linh tinh ăn mấy ăn Ui, tí mật ong bây giờ hơn
Gần 2 giờ rồi đấy. Vâng. Có mang theo điện thoại không? Có. Ừ. Đấy anh gọi cũng gọi lúc anh đang trên đường đi vào ấy, anh gọi xong Vâng. là đến đây thì thấy là gọi không nghe, khả năng là điện thoại em để đâu không có sóng hay là hết pin rồi. Vâng, chắc đi vào trong khe không sống ấy. À. Ủa, tổ này là cũng to phết đấy nhỉ, một ông khoái ấy. Vâng. Đây cô bác, hôm nay là em Hưng cũng là Ừ, đi khai thác to. được một tổ ong này. Nói chung sẽ thử xem nào. Cái này tầm mấy cân đấy Hưng? Chắc độ 7-8 cân gì đấy. 7-8 cân á. Ừ. À. Nặng. Thế một mình em tự đi lấy thôi à? Vâng. À, có bị ong đốt Không. không? Ừ. Lấy tận đâu? Ở trong này, trong khe kia. À, có ở Có. cao Có. không? Ừ. Ui giời. Khu này cũng xa nhà em phết, sao em lại tìm ra được ấy? Trước đi vào đây mấy lần đi vào đây rồi. À, cũng hay đi vào đây đúng không? Vâng. Thế có bao giờ xuống suối để bắt cá Có không? Ừ. đợt Sao trước anh thì đi mà, nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ cái nút này cũng anh thắt, em thắt kiểu gì mà anh cởi không được ra đấy? em không cởi được à? Đây được, sắp được, Được được. ra À, ủa, thôi cái rồi. này thì định mang cả cây về nhà. Vâng, À. cho cả cây về nhà luôn. Ui dồi, mang cả tổ về ấy, đúng không? Vâng. À, thôi thì cắt ra đi nhờ, cắt Đúng rồi. lấy nguyên sáp về thôi. Vâng. Đây cô bác, tổ ong này, ui dồi, đạt chưa? Ừ. Này, sáp nó chảy xuống đây hết rồi, mượt đấy cô bác này. Mật chảy xuống nha. Ừ, đây này, mượt nó đẹp chưa? Ui dồi, thôi thì mang về Vâng. nhà đã nhỉ? Vâng. Ừ, cái con dao này bây giờ bẩn như thế này Được, sao mà ấy ra được nhỉ? mang cả cây về thôi. Mang cả cây về thôi nhỉ? Vâng. Ừ. Đầu Đấy. kia bị rách một tí. Rách à? Ừ. Thế túi bóng cũng mang có một cái thôi. Vâng. Lần sau đi thì mang cái xô là cái gì đựng ấy. Em có cũng không tính là đi lấy đây. À. Ban đầu bảo đi lấy cát thôi. À. Xong rồi Lên đây đây lại. thấy tổ to là lấy luôn à? Bây giờ lại đi đi. Hôm trước đi rình nhưng mà nó bé quá. À. Một tổ như này là cũng khai thác được rồi, không thì sợ người ta lấy mất đấy nhỉ. Vâng. Đây này. Ui dồi, to chưa? Thôi thì mang về nhà đấy nhỉ. Vâng. Cái này có lấy bán không? Có. Ừ. Nếu bán thì để lại một ít làm thuốc thôi. Vâng. Ừ. Hay đi rừng nhiều ấy thì để dành cho các bác nhỉ. Vâng. Thế bây giờ đi về nhà thôi chứ. Đi lại đi xúc cát. Xúc cát á? Vâng. Ui dồi, bây giờ thế không đói à? Thì tiện thì trở về luôn anh. Ừ. Đằng nào cũng xuống đây. Bây giờ lấy để đâu nhỉ? Để đâu để à. Thôi bây giờ lấy Để tạm đây. treo ở đâu đó nhỉ? Vâng, Treo ở đặt đâu tí đây. mình qua lấy. Đặt đây cũng được. Ừ. Sợ là ai ra người ta xách đi mất đấy nhỉ? Đúng rồi. Đi xuống dưới. Để cuốc, đi theo cuốc. Lấy hai cái bao luôn à? Vâng. Ừ, lấy xuống cả hai cái tí anh vác hộ. Vâng. Ừ. Chắc vác Thôi được anh lấy nhỉ. dấu ở đây nhá. Vâng. Lấy dấu ở đây tí mình qua mình lấy. Xa đấy. Cái này đấy. Ôi Hưng ơi, không có chỗ để đâu. Vâng. Lấy để đâu đây bây giờ ấy, lấy dấu ở đâu? Đây không giấu được thì khả Hay năng là là mang xuống? cho vào bao thôi anh ạ. Cho vào bao á? Đúng. Hay là để vào bao một cái thì nhỉ? Đúng. Mật ong này còn nó còn quý giá hơn cả cát đấy chứ nhỉ. Cát Vâng. thì mai mình lấy, sau mình lấy một về một bao đấy. Để được không? Dọc. Ừ. Ui để như này tí sợ mật. Ôi sợ. Ôi. Sợ nó thì Sợ nát bét sợ hết. ý hỏng hết sáp ấy. Ừ. Đây bây giờ để anh cầm. Vâng. Anh cầm như này này. Nó Vâng. cầm cứ cầm theo thôi, để đây tí anh sợ mất Vâng. lắm. Đấy, cứ cầm như này theo các bác. Thì cả con dao đi nữa. Ừ. Thô sơ quá, lần sau em Hưng cũng bảo là không không biết là em ấy chỉ ra đây để xúc cát thôi chứ không có ý định là lấy cái tổ ong ấy của bác. Cho nên là đồ đạc em ấy chuẩn bị là vẫn chưa chưa phải là ra bắt ong. Nếu mà Đi theo có ý hướng định này ra thôi. bắt ong ấy thì phải mang một cái xô này, một cái khăn, một cái găng tay đấy đàng hoàng vào thì nó mới mình khai thác nó mới dễ nhờ. Vâng, đây Chứ như thì này thì em ấy cái con dao thì em ấy cũng không dám để mà cắt đấy, tại vì con dao nó không không sạch thì em ấy cắt cả cái cây luôn, cả cái đoạn gỗ luôn, khúc gỗ dính tổ ong ấy, để em ấy mang cả tổ về.
Đây đi lên hơi xa đấy. Ui dồi. Nước chảy bé tẹo. À, ở đây là khi mà người ta ngăn nước là có cá không? Có anh ạ. Nước lên cao lắm. Đường xa thế này thì sao mà vác lên được? Cát đây. Thôi là in một anh. Đường thì đi Vác được. khó mà Đường này cát ngày thì nặng. đường này ngày trước ô tô xuống đây chứ, nhưng mà nó lại sạt lở trên kia xuống. Ừ. Không, bây giờ người ta không cho Cấm khai không? thác nữa thì đường nó cũng hỏng, Người với ta cả cấm. chả ai sửa. Cát này thì nếu mà mình người dân khai thác thì không sao, chứ để mà máy móc vào thì người ta không cho vào đúng không? Đúng rồi. Tính ra cũng nặng phết đấy, cái tổ ong này chắc phải gần 10 cân đấy Vâng. Nặng cả cái khúc gỗ kia thôi. Khúc nhờ. gỗ Ừ. nó nặng. Thế Thuận ở nhà hay là đi học chiều đấy hôm nay? Đi học chiều anh ạ. Ra từ sáng, thế sáng Vâng. là ăn ăn gì đấy? Ăn mì. Ăn mì á? Vâng. Ủa. Ăn mì từ sáng. Em Hưng bảo là nãy bắt được tổ ong là có ăn một ít mật ong thôi. Ở đây cái chỗ này các chim tối về chim nó đậu đây nhiều đấy. Chim á? À. Đi đoạn nào vét để lấy cát khô nhỉ? Đây. Chứ ở đây toàn Chỗ nào cũng vậy thôi nhỉ. khô cát ướt thế này. Thôi khả năng là anh lấy để đây cũng được rồi nhỉ? Vâng. Mình đứng ở dưới kia ấy. Chứ mang xuống mang lên lại mệt. Mất công. Đấy để đây quá. Hôm nay nếu mà anh không gặp thì khả năng là em chỉ lấy được mỗi tổ ong về thôi nhờ. Vâng. Tại vì anh thấy cái bao tải của em là vẫn để trên xe, xong là anh qua anh tiện cầm xuống cho em. Vâng. Tưởng em đi đâu ấy. Ồ cái này Wow. Cát thì nhiều nhờ. nhiều. Toàn là cát hết. Tính ra cái con sông này cũng không không quá là sâu nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà nước cao ấy cũng chỉ cao tầm hơn 1 mét thôi nhỉ. 1 mét 2 mét thôi. Rất là rộng luôn này. Và bên bên thủy điện là người ta cũng cho khai thác cát đấy các bác, nên là mới không có đường xe ô tô xuống để mà khai thác. Tay dính toàn là mật ong. Ui, mình đi kiếm chỗ nào à bằng bằng để lấy đi Hưng ạ. À đây anh quay phim có nhặt được một cái này là đá Chai hay gì đấy, chai chai á, đúng rồi, chai sao mà như này chai cái thủy tinh nó vỡ ra ấy, xong vỡ ra không được, nó vỡ ra nó phải xác chứ, như này nó nó có lại ấy xuống đâu. đây nó mài mòn hết rồi. Ừ. Nhưng mà giống như kiểu đá, như kiểu viên ngọc gì ấy. Khả năng là qua thời gian nó mài mòn nhỉ. Như Rồi. Hưng bảo thì như vậy, nhưng mà cháu Trinh cứ đang phân vân giữa đá và thủy tinh. Đâu để anh ấy lấy cái này đập ra xem có phải thủy tinh không là biết ngay mà. Nhưng mà tí đập ra lại phí thì sao? Viên ngọc ấy. À, thủy tinh, thủy tinh. Tinh thần Thôi đi bên nào vét đây Hưng? Hay đi bên bên kia đất mới khô? kia, bên kia lấy thì hơi xa, Ừ. Bây giờ lấy bên nào đây? Đây toàn cát ướt đây này. thì cắt ướt, Ướt này nặng lắm. này trở về nó mới chắc, Trở về mới chắc. nó sạch, sạch hơn À. Thế thì lấy ở đây đi nhỉ. đấy. Bây giờ cũng đi một đoạn là có xe máy để chờ rồi. Thế nãy dùng con dao này cũng chặt được tổ ong là cũng giỏi đấy nhỉ. Không, đi với chú cũng đi cùng mà. Chú cũng đi nhưng mà chú ấy lại muốn đi thêm hay sao ấy. À. Em mượn đồ lấy xong là em mà không gặp chú đi xe xuống đây là có xe ở đấy. À, Là có cái chú ấy xe ở đấy mang á. theo cái đồ đi. À. Là em cũng bảo là tiện là đi luôn, hôm trước có đánh dấu để đấy. À, sợ Là chú này lấy mất nhỉ. đúng rồi. Tiện là đi với chú là lấy luôn. À. Chứ con dao đấy thì làm sao mà chặt được. Ừ, anh tưởng là em lấy con dao này để chặt cái tổ ong đấy cũng Không. chặt được chứ mới tài chứ. Không, cái này nặng lắm anh ạ, đấy Nặng còn lắm, lấy ít thôi. bằng vậy thôi. Ừ. Đâu. Ôi Ít như nặng. này tầm ba mấy cân nữa chứ. Nặng.
Ui rồi cắt ướt này nặng lắm. Cắt ướt. Khả năng là nước này mới xả được có mấy hôm thôi nhở? Hôm qua. Tối qua. À, cắt vẫn còn ướt lắm này. Mà bây giờ vác lên xa thì anh nghĩ là như này là đủ rồi. Tầm này là đủ. Vác lên xa thế này cơ mà tí về đến nhà bây giờ đang đói nữa. Thôi thì đói để anh vác một đoạn trước nhá. Ý đến đoạn trên kia thì em vác nhá. Thôi bây giờ đi về thôi các bác. Đây ở đây là có một cái khu rừng rất là lớn. Đấy là lấy ở đoạn nào đấy Hưng? Trong kia, đi sâu mãi trong đồi thông kia. À, đi sâu vào trong kia nữa. Ủa theo rồi. Cái khe này là nó hay ở những cái cây mà cao cao ấy. À, lần sau gặp tổ nào thì gọi anh đi cùng nhá. Vâng. Để anh cũng học học cách bắt tổ ong ấy. Vâng. À, 1-2 bạn. Nặng đấy nhỉ. Ôi, cắt ướt nặng lắm cô bác. Khô thì nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Vâng. Cắt này kiểu dạng vẫn còn nước ấy. Ướt. Đi xuống đây chẳng may gặp vàng thì sao nhỉ? Cái cuốc cầm được không? Để anh cầm cái cuốc xong em cầm cái tổ ong. Được, em cầm được. Tổ ong là phải lấy sách lên nhá. Vâng. Tí nó nát hết đấy. Vâng. Đường thì đi khó. Mà mỗi chuyến đi lấy cắt thì lấy được một bao bé thế này thì bao giờ mới đủ. Cái này thì em mang về để xây xây gì đây? Xây cái đầu nguồn nước. À, xây xây đầu nguồn. Vâng. Nếu như mà có đường đi xuống ấy các bác thì còn đỡ hơn. Đằng này không có đường, phải đi bộ như thế này. Đi bộ cũng không phải là đường đi dễ. Đi rất khó. Và ở đây thì đến hôm nào mà trời nắng nắng ấy, cắt mà khô hết ấy, thì bà con là toàn vác bộ đi đường này lên thôi các bác, lấy cát đấy. Bà con hay đi vác cát thuê ấy các bác. Một khối cát thì vác là được bao nhiêu tiền đấy nhỉ Hưng nhỉ, một khối ấy? Một khối là được độ, ở đây xa chắc độ 200.000. Ôi dồi, 200 một khối. Cái đấy đằng kia ô tô vào bên kia thì là xúc lên thì xúc lên xe thì là khối ấy. Xe 4 khối kia là người ta giả cho 300 mấy ấy. Ôi giời. Xe 4 khối ấy, người ta mới giả cho 300 mấy. Đúng rồi. Đấy là mình xúc lên xe không ấy, xe đứng ở đấy. Này. Đứt hơi ấy các bác. Để mà cho chị vác một khối cắt thì khả năng là không thể rồi. Vác một đoạn mà. Thở không ra hơi. Hơi bợ. Ngày trước ô tô xuống đây. Xuống đây trở lên ấy. À. Wow. Mệt quá. Mà ông có bị chảy ra ngoài không? Không. À. Cái túi ở trong nó chưa bị ấy. Phải cầm cẩn thận nó mới không ấy đấy nhở? Vâng. Túi là bị rách rồi. Em mang có mỗi một cái túi thì rách ở trên miệng ấy. Ở đây có mấy cây thông khô hết rồi. Mấy đứa chuyển xuống. Khi nào làm xong nhà thì ra đây lấy củi thôi. Từ đây lấy củi đi vào cũng xa đấy. Đúng rồi. Một ngày chắc chở được mấy chuyến. Ừ. 3-4 chuyến. Anh thấy ở kia đằng kia có mấy chú bắt cá kia. Vâng. Mấy chú này là vừa đi bắt ong vừa đi bắt cá. À. Lúc đi bắt ong đi tìm ong thì cứ răng lưới để đấy. Nhưng mà cái tổ này là em tìm thấy, là người ta tìm thấy sợ em này bắt của người ta này, người ta có ấy không, nói gì không? Không, mình đi đánh dấu rồi là người ta cũng không bắt được mà. À, là có nghĩa là lúc em đi là vẫn chưa ai đánh dấu chưa cả đúng không? Đánh dấu luôn, nghỉ ngơi đây. Ui, mệt phết đấy nhở. Thế Hưng mọi khi là lấy cắt đi làm gì là cũng toàn ra đây lấy đúng không? Vâng. Ui. Xúc ở trên kia có bãi người ta vét từ dưới sông dưới suối lên đấy. À. Sợ người ta nói. Ở đấy là cái bãi cắt đấy là trước còn được khai thác cho nên là người ta lấy xe ô tô chở lên thôi đúng không? Đúng rồi. Ô tô người ta đánh lên đấy. Chứ sức người thì khả năng không thể nhỉ. Không thể.
Mệt quá. Bây giờ chắc hơn 2 giờ đấy. Vâng. Mà Hưng ăn từ sáng đến giờ. Khát. Nghỉ ngơi một lúc đã. Anh mệt nóng quá. Hôm nay trời còn mát đấy chứ không à. Nay dâm dâm Ừ. Chứ mọi hôm mà trời nắng thế thì. Đi tiếp tục thôi nhỉ. nói xách cái này để em vác một đoạn. Bác được không? Được. Ừ, đây thì anh xách một đoạn cũng gần đến rồi nhỉ. Mình đến xe ngay đây. Nặng lắm. Nhìn thì bao bé bé thế này thôi nhưng mà nó là cát đấy các bạn. Cát ướt. Nó nặng có khi còn gấp đôi cát khô cơ. Ở đây cũng tạo thành một cái lối mòn này để bà con đi lại. Bà con cũng không chịu đào một cái đường nhỏ để xuống nhỉ. Vâng. Bây giờ đào thì cũng Hầu như là toàn mấy chú đi đi bắt cá bắt ong là đi nhiều thôi chứ. đúng rồi, bây giờ Dạo có ai đi này vào đâu. với cả vác cát thì anh thấy là vác đi lối đằng kia là nhiều hơn nhỉ. Đúng rồi, lối kia. Lối này nó đi khó hơn. Rồi. Đến Đến nơi rồi. chỗ để xe rồi đây. Quay xe đi. Xa. Xe chúng cháu ấy để như thế này là không sợ mất đâu các bác. Ở trên vùng cao ấy. Tại vì cái đường đi đi vào bản chỉ có một con đường và đi xuống huyện cũng cũng vậy cho nên là không ai mà chạy được cả các bác. Xe nhiều khi là ở trên vùng cao là an toàn hơn ở thành phố rất là nhiều. Nóng. Mệt quá nhỉ. Cái này bây giờ lấy móc ở đằng trước được không? Tổ ong này buộc lại nhỉ. Vâng. Buộc lại xong móc. Rồi. Để anh móc xem mà móc được không? Nhé, để em quay lại. Ừ, quay đầu đi. Này em lấy hẳn hai cái bao xuống khả năng là chở hai chuyến lên hai bao lên không biết chở được lên không đường này ấy nhỉ. Này, hai bao trời đây được mà anh. Đường này là phải đi cẩn thận nhá. Vâng. Ở Hưng là đi xe này chưa quen nữa là trước bị ngã mấy lần. May mà không phải cái xe mới này ấy nhở. Vâng. Toàn là mượn cái xe cũ của cái chú ở trong làng ấy. Đi chở cây xong đi vào rừng. Ngã 2 lần. Thế cái tiền sửa xe đã có để trả cho chú chưa? Hôm nọ em đi sửa rồi. Đi sửa rồi à? Vâng. Hết bao nhiêu? Chú ấy bảo không phải thay yếm đâu, chỉ gắn vào cho nó chặt thôi. À Mấy may chục. mà chú còn tốt bụng đấy nhở. Vâng. Hưng là đi ngã 2 lần xong là yếm là vỡ quá cái xe đấy. Xe này là phải đi từ từ nhá. Vâng. Đấy mà đông thì lấy treo đằng trước tí về nhà để anh em mình vát sau nhờ. Vâng. Trong ba lô anh hình như là còn có găng tay với cả cái khăn để vát đấy. Vâng. Anh đi đâu là cũng hay mang theo mà tại vì là nhiều khi đi vào bản gặp các chú bắt được là anh mua về để bán Vâng. hộ ấy.
Thôi ở trên mình thì bán cũng không ai mua mấy, vì có nhiều ấy. Đúng rồi. Ừ. Đa số là các chú tự đi vào rừng khai thác chứ bây giờ bán cho ai? Nhà các chú tự Trên có. trên thì là không, trên này là không bán được cho ai cả. Ừ. Cuốc đâu ấy? À kia, kia. Cuốc có nhét được đây không? Đây, được. Cuốc với dao nữa. Thế hôm nay nếu mà không đi bắt tổ ong là cũng về sớm ấy nhỉ? Vâng. Dao có nhét được không? Giao đi nhất đây. Rồi, lên xe đi. Đây, lấy kia. Vâng. Ừ, đi từ từ nhá. Vâng. Lên đi. Có bữa mà xe thì không. Ừ. Để anh lấy cái hòn đá này ra nữa. Rồi. À, chú kia vẫn chưa về Hưng ạ. Chú đi cùng em ấy, xe vẫn còn để đây này. Đi được không? Thật nhá. Người thì to nhưng mà chân cũng hơi ngắn nhở. Quang là hiện tại hai anh em đã đến đoạn rẽ vào nhà của Hưng rồi đấy. Trước là Hưng bị ngã xe xuống dưới này này. Đúng rồi. Đấy, đi qua đoạn này là phải thật là để ý nhá. Vâng. Chú cháu có chở bao cát ra đến chỗ nền nhà mới thì đấy, để dưới kia không bác, mấy đứa vác lên cho dễ. Đi đường này lại phải vác xuống nó xa. À, cháu con. Cháu Cháu con con nhà ai đây? ai đi Cháu con nhà ai đây? Chắc là theo chú kia ra ấy nhở. Đúng rồi, cháu của nhà chó chú đấy. này là con nhỏ thế này đi theo người là hay bị mất lắm. Đúng rồi, đi vào đường lớn là người bắt luôn. ta bắt luôn đấy. Đấy, cái đường bé tí như sợi chỉ ấy. Này. Đường này là phải tỉnh táo, Vâng. đặc biệt là Đặc không biệt được có là chén rượu nào. lúc say vẫn phải tỉnh. Lúc say mà không tỉnh là chỉ có xuống vực thôi. Đây cũng có một con chó Ờ, con này bị cọc cọc đuôi cũng này. à Nhưng cũng mà nhưng mà cũng đuôi nhưng hơi mà hơi hơi dài tí, dài. hơi dài. Đây ở đây là cũng trồng khá là nhiều lúa đấy. Đúng rồi. Khu này. Hôm nào em lên nào đi kiếm được mật, bán được ít mật lên chỗ nhà Hải biết xử kiếm con chó Chó về đuôi nuôi. à? Đúng rồi. Lấy một con về nuôi. Ở đây có nhiều không? Ở trên nhà Hải biết xử có nhiều mà. À. Có loại con cọc đuôi đuôi đấy. Nhưng mà cũng bán đắt thế anh ạ. À. Con vừa mới cai sứa là bán 1 triệu một con. Nhưng mà khi đó mình nuôi nó lớn lớn mình thuần được nó rồi chắc cũng phải là khoảng độ mấy triệu một con ấy. Ừ. Ấy phải ừ à. Mấy cô đi cắt cỏ về. Đúng rồi. Mọi người bỏ cỏ to nhỉ. Vâng. À Hưng, một tí về đến nhà lại phải đi cắt cỏ à? Vâng, em đến nhà cũng phải đi cắt cỏ về cho trâu. Hưng ở nhà đi đi cắt cỏ. Đấy, còn Hưng không ở là Thuận phải đi đấy các bác. Thuận là buộc là nhiều, nếu mà em không ở nhà Thuận chỉ có buộc thôi, thì À, buộc cho nó nó ăn ở cũng ngoài, đúng không? Cho nó buộc tự ăn ở ngoài, còn em mà ở nhà thì mình phải đi lấy. buộc. Đường này ngồi sau là phải kiến cắn là không được gái đấy nhỉ? Đúng rồi, thấy gái là cũng không được nhìn nó. Thấy gái cũng không được nhìn nhìn là Nhìn đi lệch là ấy. mất ăn đấy. À, có mấy con chó là hay đuổi theo lắm. Đấy, mấy con này. Con nhà thầy giáo bên này. Trước anh bị đuổi suýt ngã xe đây. Em cũng bị mấy lần vào nhưng mà dọa nó thì nó cũng sợ ấy. Mấy lần là nó sợ. Mấy lần là nó không dám đi theo mình. Khu này hầu như là nhà nào có chó nhỉ? Chó. Nhưng mà dữ nhất vẫn là nhà ông cụ Dùng bên kia. À. Đấy, nhà đấy chó dữ lắm anh ạ. Chó nhà em cũng hay đẻ nhỉ? Chó nhà em hay đẻ. Đẻ được 2 lứa rồi nhỉ? Hai lứa Từ rồi. lúc anh đến đây. Đúng rồi, hai lứa.
đấy, với lại con đấy thì nuôi thì nó cũng chả giữ mấy đâu, nhưng mà nó giữ nhà tốt anh. À. Nó chả đi đâu chơi lảng vảng đâu cả. Thôi, để xe để đây đi, lấy đồ để đây đi. Vâng. Xe lấy em cất nhà kia. Vâng, em gửi nhà kia. À. Để anh lấy đồ xuống. Đây. Lấy mang một đồng. Cho anh em cầm ấy. Anh em lấy xe để đấy cầm đấy. Này anh em ơi. Đấy, xe là phải lấy để đây, sau đó là đi bộ xuống các bác. Xe không đến nhà, tại vì là ở đây là phải đi qua những cái thửa ruộng ấy. Người ta sẽ không cho đào đường đi nhà cũ. Bữa nay là có mua ít, Hưng có mua ít kẹo này với cả xe thức ăn về nhà. Xe gửi trong kia. Ăn. Còn xe của Hưng thì sẽ lấy để gửi nhà kia. Đấy, tối ấy. Còn chúng cháu thì sẽ lấy để đây thôi, tí nữa còn đi về nữa. Để em một xíu nha. Có, để em cầm ba lô xuống. Đi, đi xuống đi. Bữa nay là Hưng có đi cất xe rồi. Hai anh em có cầm hết không đây? Hít. Hưng, ở đây, đây. Em to tay em xách cái này. Trình có đi cùng với cả anh em các bác. Anh em thì vừa nãy là quay phim. Là thì cho Trình lại tiếp tục quay phim để cho anh em cầm đồ. Không phải là có đồ thì em mới cho anh cầm thôi nhá. anh đừng hiểu lầm như vậy. Hiện tại là anh em cũng mới làm một kênh nhỏ các bác, thì cháu Trinh cũng muốn là cho anh ấy lên hình để quý bác anh chị cũng biết đến anh ấy. Đấy, Hưng lấy mic cho anh em để anh em chào các ông các bà một tí nào. Đúng rồi. Cháu anh em xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị. Hôm nay thì cháu anh em lại cùng với em Trình lên thăm hai anh em nhà Hương Thuận. Thì hiện tại cháu anh em có lập thêm một kênh là Trao Yêu Thương. Thì rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như là yêu mến đến từ quý ông bà, cô chú và anh chị. Rồi, thưa bác là, đấy, lúc đầu thì ai cũng vậy thôi, cháu Trình cũng vậy. Nói là cũng kiểu là chưa quen đấy các bác, tại vì chúng cháu là người vùng cao thì khả năng là tiếp xúc thì cũng ít, là vẫn còn khá là rụt rè đấy. Đấy, lúc đầu là cháu Trình cũng vậy, nhưng mà để nói nhiều nhiều nó quen rồi thì nhiều khi là nói nếu mà hay ngọng đúng không? Đúng rồi. Hay ngọng với cả là nói nhiều khi là những cái ngôn từ mà chúng cháu dùng ấy là chưa biết dùng từ nhiều ấy các bác, thì rất mong các bác anh chị thông cảm. Hôm nay là hai anh em chúng cháu lại lên nhà của Hưng với cả Thuận. Thì kênh của anh em là Trao Yêu Thương các bác nhé. Rất là mong các bác anh chị xe vào để ủng hộ anh em, lượt xem, lượt chia sẻ, muốn đăng ký kênh các bác nhé. Ui, cẩn thận nhá. Ui, chó một đàn luôn. Đàn chó luôn. Lúc mà không bình thường okay à? Anh em nói chuyện với nhau thì nói rất là bình thường nha. Đúng rồi. Cứ đứng trước máy quay cái là lúc đấy nói lại không ra, không nói được câu nào nữa. Nha, để em cầm cây đó. Chó nhiều lắm. Chó này cháu Trình bị cắn một lần là cũng sợ rồi. Chó cắn một lần. Hôm đấy là đi nhà Hưng Thuận xong là đi qua đúng dưới nhà luôn. Thế là bị chó ở quanh đây cắn à? Ừ, bị cắn. May mắn là mặc quần bò ấy, thì nó cũng không ấy. Sợ nhất là cắn nó chỉ xước có một tí thôi. Sợ nhất là chó ở quê không được tiêm phòng dại ấy. Ừ. Nếu mà cắn cho thì cũng nguy hiểm. Đúng rồi. Chả biết bao giờ Hưng mới được xuống ở nhà mới nhỉ, chứ đường đi vào nhà Hưng đi khó mà đi xa quá. Xa. Tối đi. Tối đi là còn sợ chó nữa cơ. Ui, căn nhà này để mà gỡ ra thì anh nghĩ là mấy cái cột là nó mọt hết rồi. Nhưng mà bây giờ không gỡ ra thì cũng sợ ấy. Mày nữa mưa bão sợ là nó sụp, bão to là nó bị sập nhà cũng nguy hiểm nè. Chỉ hy vọng là quý bác anh chị sẽ đồng hành cùng chúng cháu rồi cùng nhau giúp đỡ đến hai anh em Hưng Thuận để có thể là bây giờ thì nền nhà cũng đã đào xong rồi, thì cùng nhau giúp đỡ để hai anh em có một ngôi nhà, có chỗ để chui ra chui vào.
để em ấy an cư thì mới bắt đầu lập nghiệp được các bác. Tại vì như hiện tại thì hai anh em ở một cái ngôi nhà ở biệt lập như thế thì Hưng đi đâu cũng không yên tâm. Với cả là bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi, mưa gió là sợ ngôi nhà này nó sẽ bị sập đấy các bác. Chó là buộc chưa đấy Hưng? À, con chó màu đen đấy á. Sao anh ra nhà em nhiều lần lắm rồi mà chó đây vẫn chưa quen nhờ? Để mà chó thân với mình phải cho chưa nó ăn thân. Một bữa hôm nào em ra ấy, em lấy cho nó ăn một bữa, lấy cơm cho nó ăn đấy. Nhưng mà sợ lấy cho nó ăn nó lại cắn mình sao? Không, mình cứ đổ cơm ở đấy cho nó thôi. Hiện tại là đến nhà của Hưng rồi đây. Dê là buộc ở ngay gần nhà này. Con dê này đẻ cho Hưng? Con này đẻ đâu? À, hai con này. Hai con này, cả hai con là đẻ hết rồi. Hai con này đây, đẻ ra. À, đây các bác. Bây giờ là cả hai con dê là hai con dê mẹ là đẻ rồi các bác nhé. Bây giờ tính ra là được thành 8 con dê rồi. Nào. Và con chó con nữa cơ. Bây giờ nhà Hưng Thuận là có cả dê con này, chó con. Chó này. Đẻ mấy con đấy Hưng ơi? Chó đẻ là anh đừng đi gần nhá. Rồi. Đây này, con dê một màu đen, một màu một xám, xám đen. Con dê này một đực một cái à Hưng? Ui, hai con đực á? Ui, con mẹ nó ra húc chó Trình ấy các bác. Sợ chó Trình làm gì con nó. Ra húc một cái giật cả mình. Hai con cái. À. Ui, quá tuyệt vời. Hai con đực, hai con cái à? Bây giờ ấy. Bây giờ đây là hai con cái này. Còn à. Con kia đẻ một đực một cái. À, đây hai con cái thôi. Còn con kia thì mới là một đực một cái, con kia là to hơn nhiều rồi. Đẻ trước mấy ngày. Thuận về chưa? Đâu? Đây con chó con của nhà Hưng Thuận này. Đẹp lắm. Chưa về à? Có. Đây các bác, chó con. Thuận ơi. Thuận chưa nghỉ hay sao ấy? Hay đi đâu rồi? Đấy, đi. Đi lên nhà đi. Để anh đi rửa chân đã, xong tí nữa mình bắt mật ong. À, nhà rửa bát luôn. À. Thuận là về đến Thuận nhà rửa bát, đi học về rồi à? Rồi à, ngoan anh thế nhỉ? Anh chào Thuận nhá, Thuận chào anh chưa? Ừ, anh chào Thuận nhá. Thuận chào các ông các bà đi. Này. Con chào các ông các bà. Rồi. Wow, một đống bát to luôn à? Ui giời. Thế đi học về lâu chưa? Lâu rồi à? Đấy. Em khắc tự ra đây rửa bát một đống to này các bác. Anh trai thì không ở nhà. Đấy, anh em ra phụ rửa luôn. Đây anh hộ rửa nhá. Cái này tráng qua dầu rửa bát rồi đúng không? Xà phòng hay dầu rửa bát đấy? À, có chai dầu rửa bát. Dầu rửa bát vẫn còn đúng không? Đừng đừng rửa bát bằng xà phòng nhá, Thuận nhá. Độc lắm ấy. Xà phòng có chất tẩy. Nên là rửa vào ăn vào người là bị bệnh ấy nhá. Ừ. Với cả là cái chậu nào mà mình lấy rửa bát thì đừng lấy giặt quần áo. Giặt quần áo là không được rửa bát. À, đằng sau anh Nghiêm có một ít ốc này. Thuận ốc đi đen. Nhặt về à? À, muốn trai đi nhặt à? Ốc này mà luộc với lá chanh ấy, nhưng mà uống nước ngon lắm. Ngọt nước lắm. Ngọt à? Đúng không? Thuận không lạnh à Thuận? Hôm nay là thời tiết cũng khá là lạnh ấy. Như đi xe ấy, vừa nãy đi xe ra đến đây thì vẫn còn nóng nóng một chút, nhưng mà bây giờ đến tối rồi là khả năng tí về lạnh ấy nhờ. Lạnh. Tối về là lạnh ấy. Trời không nắng các bác. Lại có anh em ra phụ một lúc. Vừa nãy là Thuận cũng đã rửa một lần do rửa bát rồi. Bây giờ chỉ tráng qua cho sạch thôi. Thuận hôm nay có đi lấy cỏ không? Không à. Cỏ còn à? Rồi ok. Lên nhà đi để anh... Rồi rửa tay sạch sẽ xong đi nhà. Rửa bát xong là cũng phải rửa tay cho sạch nhá.
Thưa bác là hiện tại thì chúng cháu đã về đến nhà rồi đây. Đấy, may mắn là mật ong của Hưng là không bị bung ra. Thuận thích không? Ngày hôm nay anh trai bắt được tổ to nhờ. Tí là dành để ở nhà cho Thuận một chai nhá. Xong anh trai bảo lấy bán, có cho bán không? Có. Có à? Ừ, thế thì để ở nhà cho hai anh em một chai để làm thuốc, xong là gửi xuống cho các ông các bà cùng thưởng thức nhá. Vâng. Ừ, đấy. Hy vọng là quý bác anh chị sẽ ủng hộ mật ong của em Hưng của bác nhé. Hôm nay thì cũng khá là vất vả đấy. Tại thì khoảng cũng về đến nhà sau đó là ăn cơm xong rồi thì mới cho Hưng ra đây để vắt này. Đây là có găng tay này. Đấy, găng tay là anh luôn mang theo này. Một túi như này được lâu lắm, cháu Trinh cứ mang theo. Dùng có thể là dùng làm nhiều việc khác đấy các bác, chứ không phải là mỗi nguyên vắt mật ong. Thức ăn này làm nhuộm miếc này. Đây. Thuận cũng cầm đi, tí nữa mình ăn mật ong thì nó sạch nhỉ. Ăn không ăn đâu. Không ăn à? Ừ, tí nữa ăn sau nhỉ. Đang đói thì cũng không nên ăn, tí ăn cơm tối xong đó. À, bây giờ Hưng ôi, cái cắt này ra đi. Mang cả cái cây luôn. Wow. Đây để anh đổ mật ra nhé bây giờ. Hay là lấy cắt ra đấy nhỉ? Cắt ra xong là cho vào chậu đấy. Cắt luôn đây luôn này. Cắt ra, cắt ở đây luôn. Đấy. Đây, để ui, từ từ nhé. Cắt cả tàng cho đẹp. Cắt cả tàng. Được. Đấy, về đến nhà là phải dao, rửa dao sạch thì mới cắt ra ấy. Chứ lấy ở rừng mà chưa cắt đâu quá. Được chưa? Ui dồi, dính phải vỏ cây rồi. À, cắt, cắt xẻ ra từng miếng đi. Xẻ bên kia ra. Cắt dọc nó. Đấy. Thơm nhỉ Thuận nhỉ? Thơm thật. Cắt được không? Ừ, thơm lắm. Đấy, ui bây giờ lấy để thắp chậu. Rất đẹp luôn. Ui dồi, đây. Một đẹp chưa? Ngon chưa? Đẹp luôn ạ. Đây, để đây, để đây, để đây. Ui dồi, sắp này. Ui dồi. Từ từ bỏ cây đấy, từ từ bỏ ra. Đẹp nhờ, nhiều mật nhờ. Tổ này là khai thác là vừa đẹp ấy nhờ. Không thì không nhanh là người ta lại lấy mất nhờ. Ở đấy xa quá. Xa nhà, nếu mà ở gần nhà thì mình còn xem được chứ nhờ. Vâng. Xa thì chả biết ai ra lấy. Đây, toàn là mật. Ui, nặng mật lắm cái này. Này mới gọi là cục này toàn là mật luôn nhờ. Nếu như mà gửi được đường xa ấy, thì cháu Trinh sẽ gửi cả cục này xuống này. Sắp. Nhưng mà do quá trình vận chuyển ấy các bác, nó mất thời gian, tốn thời gian khá là nhiều ấy, thì khi mà gửi xuống là nó sẽ bị chua hoặc là bị hỏng. Cho nên là cháu Trinh phải vắt cho nó thật là sạch, không dính sáp tí nào thì mới gửi xuống cho quý bác anh chị được. U rồi, Thuận thích không? À, cái này Thuận có để chấm như này thưởng thức cũng được này. Cái này thì bây giờ sáp này hết chưa? Hết được. Lấy sáp không cái này? Sáp này không, không lấy, không lấy nữa. Ngon. Thơm thật. Sáp này thì thơm. Thơm nhờ. Mình lấy túi bóng này cầm lấy. Rồi bây giờ là này, cái này thì Thuận ăn đi, ăn xong là không được dính vào, để dính vào đây nhá. Đây để anh đổ hết cái mật này vào, xong thì mình đổi găng tay mới, tí mình vắt sau. Găng tay này mình cứ lấy ăn đi, ăn phần này, này. Đấy nhiều này. Đây mật này, mật nó chảy ra này, may mắn là còn mang cả túi bóng đi chứ không thủng rồi. Ui thủng rồi này, mật này đặc lắm nhờ. Rất đặc luôn các bác này. Ngon lắm. Ngon lắm. Anh trai đi lấy về á? Hôm nay anh trai đi cả ngày ấy, lấy được cái tổ này về ấy. Hôm nay Thuận ở nhà có ngoan không? Hả? Có à? Đi học về cho em đi rửa bát luôn. À, đi học về đi rửa bát luôn. Lần sau này cứ ngoan như thế này để anh trai đi lấy mật ong về, xong mới có tiền cho mình đi học nhá. Em được bông tai mới rồi. À, chị Hiển này tặng cho một bông tai mới à? Đây các bác, khả năng là được tầm 5-6 lít đấy. Đúng rồi. Để vắt hết đấy. Rồi, bây giờ là cái này là cấm động vào nhá.
để cho giữ sạch nhá. Tí nữa mình đổi găng tay mới xong là vắt xuống gửi cho quý bác anh chị. Còn cái này thì mình có thể là ăn. Đấy, ăn được này. Đây các bác. Quả nặng phết đấy. Cái này là nguyên mật với cả sáp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn này, vừa mới khai thác. Rất là thơm. Đấy, xíu nữa là cháu Trinh sẽ cùng với cả Hưng là vắt các bác nhé. Hiện tại thì Hưng đang bận đi cắt cỏ ấy, thì xíu nữa để em Hưng đi cắt cỏ về đã. Xong là vắt sau. Đấy, ủa, đẹp không? Đây. Đấy, anh có thể quay sát này. Đấy. Những cái cái thớ mật nó nhìn đẹp nhỉ. Ừ. Nhìn nó nhiều nhỉ, đầy nhỉ. Đấy ạ, luôn. Đấy, rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ, và nếu mà quý bác anh chị ủng hộ thì có thể là liên hệ trực tiếp cho cháu Trình qua số điện thoại mà cháu Trình ghi ở trên màn hình của bác nhé, để có thể đặt được những cái lít mật ong của em Hưng. Một phần là quý bác anh chị mua về để làm thuốc, và vừa là giúp đỡ được hai anh em có thêm kinh phí đi học và sẽ giúp cho hai anh em trong cuộc sống. Đấy, rất là cảm ơn quý bác anh chị. Mấy đứa. Đấy, còn thước phim đến đây thì khá là dài rồi. Cháu Trinh cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Chào công các bà, chào cô các chú. Chào công các bà. Rồi.